Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xem phim trên Android. Chúng ta sẽ xem phim bằng phần mềm FPT Play. Đây là một phần mềm mới tương đối tốt của FPT. Nó hoàn toàn miễn phí nên là các bạn không phải lo lắng về việc phải trả phí hay là gì cả. Mình đã kiểm tra phần mềm này thì thấy nó chỉ có quyền truy cập mạng, không có quyền nhắn tin nên là rất là an toàn. Đặc biệt thì FPT Play hỗ trợ xem không cần phần lag nên mọi máy đều có thể xem được. Giao diện chính của FPT Play khá là đơn giản. Phần trên có một khung hiển thị nội dung của các kênh mà bạn đang xem. Ở phía dưới thì là danh sách các kênh, rất là nhiều, phong phú. Ở menu dọc bên trái này thì các bạn có thể chọn xem các kênh đang phát, show truyền hình, phim, thể thao, kênh nhạc. Một điểm trừ ở FPT Play đó là không phân chia cụ thể các kênh truyền hình. Nên là ví dụ bạn muốn tìm các kênh như VTV1 hay là VTV3 thì rất là khó tìm. Mỗi kênh ở một nơi luôn. Phần TV show thì bao gồm những show truyền hình được yêu thích như là Giọng Hát Việt, Người Giấu Mặt hay là các kênh truyền hình nước ngoài nổi tiếng khác. Nội dung của FPT Play rất là công phu. Bạn có thể theo dõi tóm tắt những trận bóng đá quần vợt. Ví dụ như ở đây mình có một trận giữa Real Madrid và Galatasaray. Đêm qua vừa đá thì sáng nay đã có clip rồi. Ngoài ra thì bạn cũng có thể theo dõi các phim truyền hình dài tập trong một phim. Các phim thì rất là đầy đủ các tập, cập nhật rất là nhanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Giao diện đơn giản. Giao diện này là giao diện post web của YouTube. Ở bên cái cột này nó là bạn có thể đăng nhập vào và những cái kênh